Alo, thân chào tất cả mọi người. Chào anh em đam mê điện tử như mình. Hôm nay mình xin chia sẻ với anh em cũng như mọi người, những người nào chưa biết cách mà chúng ta hàn cái cọng dây điện này nè, hàn cái cọng dây điện này vào cái cục pin này bằng cái mỏ hàn. Nếu như người ta có cái máy mà chuyên dụng người ta hàn vô thì nó bình thường quá. Còn mình không có tiền mua cái máy chuyên dụng đó, không lẽ mình lấy hồ mình dán vô. Phải hồ dán vô được dính mình cũng gán mà dán. Mà hàng thì bình thường thì nó không phải như là hàng dây điện, dây chì đâu, khó lắm. Cho nên bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ quý vị cái cách để mà hàng. Thì đầu tiên mình để hàng được thì mình phải có cái mỏ hàng này ha. Đó là điều đương nhiên rồi, ai cũng biết. Hàng được phải có cái mỏ hàng. Chứ không lẽ hàng được để có cái mỏ đó là mỏ dịch. Và cái loại mỏ hàng mình xài đây là mỏ hàng 60W 220V 20V đó. Mỏ hàng mình mua 65.000 ở tiệm bà Bảy. Cái mà quý vị mà cần chú ý cho mình á, ở cái viên pin này á, thì đó là hai cái đầu này nè, nó dẫn điện nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải hàn để cho nó nhanh, hàn lẹ lên, chứ không phải ngồi đó vừa tâm sự vừa hàn như mình. Thì viên pin này không khéo thì nó đi gặp ông bà đó ha. Và thường là các viên pin này, các đầu này nó khó hàn. Thì cái công việc đầu tiên là chúng ta phải lấy một cái gì đó mà nó sắc bén, chẳng hạn như là chúng ta lấy cái búa cục, cái bậy à, cái dao cọc giấy như mình à, biết chi không, không phải cọc giấy đâu nha, mà chúng ta cạo đó nha, cạo cái viên pin này. Nói đùa cho vui thôi, mấy bạn nào cảm thấy vui thì vui, còn không cảm thấy vui thì nó không vui. Chúng ta cạo cho nó sạch đó, chúng ta hàn, cạo cho nó bóng lên, nhất là cái đầu này nè, bởi vì là cái đầu này là cái đầu âm, thì mà khi chúng ta hàn vô thì nó dẫn điện hết trơn cái thân pin này nè, cái vỏ này nè, cho nên nó rất là khó dính. Đó, chúng ta phải cạo kỹ cho nó sạch sẽ đó, đặng mà nó có thể là nó ăn chì mau hơn, chứ nó mà ăn chì lâu thì thấy mồ tổ rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn đây. Đầu tiên chúng ta hàn cái đầu này trước. Rồi chúng ta sẽ nói là đưa vô cây kẹp hay đưa vô chỗ nào nó cố định. Đấy. Rồi. Nếu có thì chúng ta hay cho nó vào một cái chút nhựa thông. Bằng cách là mình lấy cái mỏ hàn nè. Đó, mình sẽ chấm nhựa thông cái nhẹ. Cái mình nữa là sẽ là tha lên trên này. Khối không vậy? Đó, có nhựa thông. Không có ra nhựa thông mà nó ra nhựa gì vậy? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là lấy chì, chúng ta chọt vô mà hàn thôi. À, chúng ta đặt cái mũi hàn xuống đây và chúng ta sẽ đó là ghim chì vô cho nó dính xuống. Nhớ là nhiều vô chứ đừng có là ngại là ít chì không có được ở đâu. Đấy, nó chảy chì rồi đấy, thấy chưa? Ngon lành chưa? Đây, nó đã dính chì rồi đây. Thấy chưa? Ít. Đây, nó dính một cục. Tổ bố luôn. Đó. Như vậy là khi mà mình hàn cộng dây điện vô là ok con gà đen rồi. À, dính cứng khừ như ba thằng mừ luôn. Rồi, tới bên đây tương tự như vậy. Chúng ta cũng kẹp vô. Đấy. Không có làm màu nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt vô đây và chúng ta chọt cái cọng dây chì vô thật lẹ lên. Không được, bước này là phải lẹ mới được. Phải đặt, nhớ là đừng có ấy chà chà nó. Đến khi nào mà cảm thấy đó là đầu ăn chì rồi, đầu ăn chì rồi nè. Đây. Đó. Ngon lành chưa? Đấy. Có phỏng mỏ mày không mày? Đứng đây dòm nha. Đồ thời tiền sử. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cái cọng dây điện chúng ta đã xi chì hai cái đầu như mình đã xi rồi nè. Hai cái đầu nó cũng bóng như hai cái đầu đó thôi ha. Rồi chúng ta xác định âm dương rồi chúng ta chỉ cần hàn vô nhẹ nhàng tình cảm.
như vậy là xong rồi. Đấy, đây chẳng hạn như mình hàng đầu này vô đây thì mình đưa nhẹ lại đây, ấy ấy ấy, thấy chưa, đó cứng ngắc luôn. Quay chu 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 chu, thôi ôi quay không sức luôn. Rồi tới bên này đấy, kéo nhẹ nó một cái coi. Rồi hang bình thường ấy, nhọn liễu gì má. Ok ok con tê tê. Như vậy là mình đã hàn xong được một cái cọng dây điện vô là cái ấy, giật giật cái sức không à, cứng ghê luôn á. Cái này mà cầu 3-4 lực sĩ á chứ làm sao mà đứt được. Khó à nghe. Đây, nói chung là mình vừa chia sẻ với quý vị về cái cách để mà mình hàn hai cái này vô. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra, chứ mình không xài này. Mình sẽ chia sẻ cái cách thứ hai cho quý vị. Rất là nó cũng hay lắm. Không biết nó có hay bằng cách này không. Rồi, cục pin này mình cho nó qua một bên đi. Qua một bên đi mày, giúp. Ôi trời ơi, dục xa dữ thằng ôm dữ hả. Đây mình sẽ lấy cục pin khác nè. Cục pin này là cục pin Lion Made in Japan. Đó, thấy chưa? Mình sẽ hàn. Lúc đầu thì mình cũng kiếm cái để mà mình chà đó. Nhưng mà cách này bảo đảm với quý vị nó sẽ nhanh hơn. Ê, rồi. Còn này trước chứ. Rồi mình sẽ dùng một cái hóa chất có tên là nhựa hàn chì. Mình mua ở trên mạng với giá là 10.000 đồng một hộp trà văn bá. Hộp này nó cũng giống như hộp keo sức mụn, ý lộn sức mặt. Ơi mình chọt nhìn thấy gớm quá. Mắc ói, đấy. Mình sẽ thấm một miếng mình chọt vô đó là mình hàn dính luôn à. Mau lắm. Rồi, mình sẽ đó là lấy một miếng nho nhỏ thôi nhé. Đó, mình sẽ chà vô cái chỗ nào đó mà mình muốn hàn. Thà vô. Nhựa hàn chì mà. Rồi bây giờ mình sẽ nó lấy chì mình hàn thôi. Đó, đây mình sẽ đưa vô, dính luôn. Đó, thấy chưa? Dính luôn. Đây, dính luôn. Một phát ăn ngay. Cần một miếng nhựa đó thôi là một phát ăn ngay. Sau đó xong chúng ta sẽ rửa sạch. Ý lộn, chúng ta chà sạch, rửa khỉ. Rất là nhanh lẹ luôn. Đó. Rồi tương tự như vậy bên này. Nếu như mà mình không cái tha cái này vô thì mình hàn nó hơi lâu, sợ chết viên pin á. Đây cái này hơi nhiều à. Hơi lố rồi bây giờ quý vị. Rồi nhiêu đó coi. Nhiêu đó là ngon rồi đó. Nhiêu đó là bảo đảm hàng là phát nào là lụm phát đó. Đấy, ghê chưa. Rồi chọt. Đó, dính đây này thấy chưa. Đó. Đỏ tốn chì nữa. Đây. Đó. Chỉ cần dính bao nhiêu chì đi thôi là chúng ta hàn cộng dây điện vô là nó ngon lành cành đào. Giờ nó chuyển sang cành chanh. Đó. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị hai cách. Thì cách nào mà quý vị anh em mà cảm thấy mà ngon, những người mà mới học hỏi thôi nghe, chứ những người bà gồ thì mình không có hướng dẫn họ đâu, họ hướng dẫn ngược lại mình nữa. Nói cho đùa vậy thôi. Chứ anh em nào mà biết rồi thì nói chung cũng đừng có cười mình. Thì mình làm là cho nó vui thôi ha. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với anh em cũng như những người mới học điện tử hai cái cách để mà chúng ta hàn dây điện vào cái là viên pin ha. Thì mong rằng là quý vị sẽ chọn một cái cách để khi mình muốn hàn một viên pin như thế nào đó. Hy vọng rằng clip sẽ đem lại cho quý vị nhiều cái là niềm vui. Rồi bây giờ mình xin bye bye. Thân chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chào mày. Chào bà con đi.